gái mua tăm bông qua mạng và cái kết khiến ai cũng phải há hốc mồm. Nhiều người thường than phiền họ hay bị lừa khi mua hàng qua mạng, nhưng sau khi nghe câu chuyện này thì có lẽ bạn chỉ biết tự trách bản thân mà thôi. Vì mới đây một cô gái đến từ Trung Quốc chỉ mua tăm bông online thôi mà cũng khiến dân tình được một phen mở mang tầm mắt. Theo đó, cô gái này đặt hàng qua mạng và được một hộp tăm bông có số lượng là 500 que ở bên trong. Khi món hàng đến nơi, đa số mọi người sẽ ngó qua chiếc hộp rồi thanh toán tiền. Nhưng không, cô gái của chúng ta đã cẩn thận tới mức ngồi đếm từng que và phát hiện trong hộp chỉ có 412 que, nghĩa là thiếu đến 88 cái tăm bông. Cô còn cẩn thận lấy bút ra đánh số từng que, thậm chí còn dùng các màu bút khác nhau để dễ phân biệt. Với bằng chứng rõ ràng rành này, người bán lập tức phải xin lỗi cô gái và hoàn lại một phần tiền cho cô. Vậy là bạn đã có thêm kinh nghiệm mua sắm đợt Tết này để không bị hớ rồi nhé.